Dù gọi Head and Shoulders by Ryan Zindan Wrap đã tạo nên làn sóng bứt phá trong lĩnh vực các sản phẩm chăm sóc tóc trên toàn cầu. Với những cải tiến tuyệt vời mà dòng sản phẩm thương hiệu quá quen thuộc này ngày càng khẳng định mình. Nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến tình trạng da đầu và tóc thì gợi ý sản phẩm dầu gội Head and Shoulders by Ryan Zindan Wrap thực sự rất đáng để tham khảo. Ngay sau đây chúng tôi sẽ bật mí cho bạn top 3 loại của sản phẩm để có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Một Head và Shoulders Smooth và Silky. Dầu gội Head and Shoulders by Ryan Zindan Wrap dòng Smooth và Silky đúng như tên gọi của nó thì sản phẩm đặc biệt mang đến công dụng phục hồi tích cực cho mái tóc của bạn. Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng, mái tóc khô sờ sẽ được cấp ẩm hoàn hảo và chính bạn cũng sẽ nhận ra sự bất ngờ này. Cảm giác tóc lúc này trở nên mềm mượt hơn rất nhiều. Theo như các đánh giá đáng tin cậy thì tình trạng tóc khô sờ và da đầu tróc vẫy đã hoàn toàn không còn là nỗi lo lắng. Được cải thiện triệt để với thành phần đặc biệt là Zinc P. Ryan nồng độ 1% và các công thức kết hợp khoa học. Giúp chăm sóc da đầu tối ưu hơn bao giờ hết của dòng sản phẩm dầu gội Head and Shoulders P. Ryan Zindan Wrap. Sản phẩm có công dụng hiệu quả và được khuyến khích lựa chọn nếu bạn thường xuyên dùng nhiệt để làm tóc hoặc nhuộm hóa chất. Hai Classic Clean. Với khả năng làm sạch sâu hiệu quả ngay từ lần dùng đầu tiên thì dầu gội Head and Shoulders by Ryan Zindan Wrap dòng Classic Clean đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực. Ngay khi tình trạng tóc bết, bụi bẩn bám nghiêm trọng nhất sau khi chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc cả ngày dài học tập và làm việc thì chỉ qua một lần gội. Nếu có kết hợp xả thì kết quả là da đầu và tóc được làm sạch đáng kể mà lại vô cùng nhanh chóng. Khi dùng loại Classic Clean bạn còn cảm nhận được độ mát lạnh rất sảng khoái và thư giãn nữa đấy. Đặc biệt là dòng sản phẩm này phù hợp với mọi tình trạng da đầu nên bạn cũng không cần lo lắng về việc bị kích ứng. 3. Dry Scalp Care. Cuối cùng là một sản phẩm nổi tiếng với thành phần tinh chế từ hạnh nhân, là giải pháp tuyệt vời cho những ai gặp tình trạng gầu nặng, da đầu khô và cảm giác ngứa khó chịu. Vậy thì bằng cách cân bằng độ pH và quá ẩm, hiệu quả của Dry Scalp Care da đầu bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn, không còn bong tróc vì khô và đương nhiên tình trạng ngứa sẽ sớm biến mất. Vì cũng giống như hai loại dầu gội Head and Shoulders by Ryan Zindan Wrap Head và Shoulders Smooth và Silky và Classic Clean, thì Dry Scalp Care cũng tuyệt đối không hề chứa các thành phần bảo quản như paraben nên rất an toàn cho da đầu và tóc của bạn.